nên cái này với cái bo mình cạo thì nó cũng như nhau thôi, nó khác cái cách đưa vô trong cây. Nếu bo mình cạo mà đen cây thì cái này không ai nó được bôi. Nó được một cái là nó không bị nước mưa vô trong miệng cạo, nên mình lấy được ngày mưa với lại cây nó không tổn thương nhiều, không bị tổn thương nhiều thì nó lành nhanh hơn. Thì trung bình nếu mà sử dụng cái phương pháp này, cái phần da cây nó mất đó, nó chỉ bằng cái hạn cạo như ở Tây Ninh thì cạo mất dăm nhiều hơn so với mấy tỉnh khác. Thì đối với cái ở Tây Ninh thì nó giảm được tới 1/6 cái diện tích da, 1/6 trung bình là 1/6. Cái hàng như một năm mình cạo mất hết mét, thì cạo đục lên nó mất mét, thì mình dùng cái này thì nó chỉ mất tầm khoảng một gang tay, chưa tới gang tay. Cái này thấy nó lợi hơn nhiều mập lắm. Nên còn về cái phương pháp thì nó cũng cứ theo giống như Kinh có nói, là mình vừa tiết được cái độ mũ là cái cây nó phải thưởng. Mà nếu mà cái độ mũ nó thấp quá thì sẽ hư mình cái con da, nó không nuôi được cái cây. Cái độ mũ thấp quá là nó không đủ dinh dưỡng, nó nuôi được cái da cây, dễ bị ảnh hưởng. Nó lại tụt mũ tụt độ nữa. Còn về vấn đề che mưa thì mỗi năm nó sẽ có một cái phương pháp nó phù hợp và nó tiện lợi hơn. Nhà hàng năm sau thì nó sẽ có cái cách che mưa tốt hơn năm nay, nó đỡ tốn công hơn nhiều. Có nghe thẳng ấy có đặt thẳng rồi đó, có đặt thẳng là năm tới là làm cái máng bằng cái miếng sắt đỡ mất công mình. Nói chung là cái thời gian của mình đi che như cạo vậy, nó giảm được cái phần cái khoang so với cái cạo. Có đặt rồi cái này năm nay lỡ làm rồi ra thôi, còn năm tới là đặt thẳng rồi cuối năm mình lấy. Thì mình lấy cái ngày mưa thì mình cũng phải trang bị thêm chi phí, nhưng mà mình bù lại được cái đó. Còn cái máng của cái máng dạng nón đó thì nó được cái nó bền, mình xài cho nhiều năm thì tính ra khẩu hao trung bình năm thì nó sẽ ít hơn. Mà cái đó thì hay rồi, cái đó là coi như đi khoan lẹ hơn cái này nhiều. Đỡ không mà. Độ mũ cũng xuống hơn. Không phải vén cái máy này. Không thì một năm trong vườn nó sẽ xuất hiện một số cây bị khô miệng. Thì theo như là thực tế của chú khoan thì như từ đầu mùa đến giờ thì số lượng cây mà nó bị khô, nó bị không có mất mũ thì nó chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Hay như là chú làm 1.000 cây thì nó bị bao nhiêu cây? Có mấy cây thôi, mấy cây đó thì nói chung là do cái cây của chú năm rồi bị giao cho người ta cạo phá quá đó, thành ra là nó bị ảnh hưởng, nó bị vài cây trong đó thôi, nhưng mà là do là chú chỗ này chú lấy chưa được đó, chú rồi chú thấy có một hai cây không đáng là chú thôi chú cho nó nghỉ, vì những cây đó là những cây nó bị cạo đục quá, tụi nó cạo đục quá, kiểu nặng quá đó, như mấy cây kia kìa. Đó, kiểu mà chú thấy nó năm rồi nó cạo quá, thành ra chú bỏ, chú cho nó nghỉ thôi, chứ thật ra nếu mà lấy chỗ khác vẫn được. Thì cái phương pháp này được cái là cái tỷ lệ cây mà khô miệng á, nếu mà mình lấy đúng phương pháp á, duy trì cái độ nó cao thì nó ít hơn là phương pháp cạo truyền thống. Đúng rồi, ít hơn ha, không có thấy hư mấy đâu. Nên khi như chú lấy á, là chú duy trì cái độ cao, là trung bình mình bây giờ là tầm khoảng 35-36 không chú? 35 35 như mấy bữa vừa rồi kia ở 34-35 á. Dạ 34-35. Thì cháu mượn cái sổ mũ hả? Có bữa lên tới 371 luôn à. Vừa mình chia làm hai lô đúng không chú? Hai lô. Hai lô, hai ngày ca hát liên tiếp nhau, hai ngày khoan liên tiếp tiếp nhau. Thì cuối mùa là chú duy trì ở cái độ tầm khoảng 30 trong 5 đến 34. Dạ. 55 này cao. Sản lượng thì đạt hơn cả truyền thống nhiều đúng không chú? Đạt hơn nhiều. Lần này chắc là vừa mới dời nắp chóp. Vừa mới bơm khí. 211-600 cây. Nếu so sánh cái sản lượng của chú so với năm ngoái chú cạo thì nó trên lệch sao? Năm ngoái thì chú dơ khoán cho người ta, người ta chú không có biết chính xác. Yeah. Nhưng mà cái đám này nè, tức là hồi đó là của chú luôn. Nhưng mà bây giờ người ta cạo truyền thống đó, yeah, coi như nó thua xa lắm. Coi như cái sản lượng mũ ký mũ nước đó là cũng không có bằng, rồi độ cũng thấp hơn. Yeah. Thấp hơn xa lắm, thua nhiều luôn của người ta. Đại khái là cái này nó đạt hơn nhiều á.
đó, cùng một đám coi như là của chú, coi như là của chú mà một nửa truyền thống, nửa ấy là bên truyền thống thu xa luôn. Chú duy trì là tầm khoảng mức 30, 35 độ, 34, 35 độ. Ừ, nằm cỡ đó. Bây giờ là nó cứ lình bình cỡ đó. Thì ở mức độ đó là nó cao hơn độ cạo, nên cái cây của mình nó sẽ không bị tình trạng tổn thương, nó sẽ không có vấn đề gì ở cái bề mặt cây. Đúng rồi, theo chú thấy thì nó không có bị tổn thương đây nè, giao cho người ta khoán, người ta cạo năm rồi nguyên khúc đây nè. Còn này cạo này gần như có một miếng mà đâu có tổn thương cái gì mấy đâu. Theo chú thấy thì chắc anh nó cây nó đỡ hơn, cây nó đỡ bị ảnh hưởng hơn chứ không nói gì. Đó có một miếng đó nguyên mùa có một tí à. Nguyên mùa. Còn giao khoán cho người ta năm rồi nó cạo như là cứ một khúc về. Khúc về nó cạo phạm cỡ này này kia thì hỏi người. Mà nếu như cây của chú năm rồi đừng có bị người ta làm vậy á, là cạo này còn đạt, dạ, khoán này còn đạt nữa. Thì nó mình đỡ được nguyên, mình có được thêm nguyên khúc da đây nữa. Ừ. Da nguyên này giờ bây giờ bỏ khúc này. Năm ngoái mà làm bác sĩ luôn là được tới khúc này mà không bỏ mất không. Khúc này làm được cả 2 năm chứ ít. 2 năm mới chứ. Năm rồi giao cho người ta, năm nay làm như vậy là tính ra là tương đối đạt lắm. Vì năm rồi giao cho người ta ở đây, cái đám này ở đây thì hỏi ai cũng biết á. Năm rồi giao cho người ta gần như là người ta cạo thanh lý luôn á. Nó không cho phân, nó không cho những phân nào đó. Đó, giao cho thằng Thành đó, nó cạo như là nó ở gần đây nè, nó không cho miếng phân nào nguyên năm rồi. Không miếng phân nào đó, mà ảnh hồi nó cạo đó, hả, công cạo thì thôi rồi đó vậy nè. Thành ra nó ảnh hưởng tùm lum đó, mà ảnh hồi làm cái công nghệ này nó cũng vẫn còn đạt như vậy. Tính cho mình tầm khoảng 140 kg, chia ra chứ, khoảng 140, hơn 140 chút, 140 đến 150, tính 140 đi. 140-600 cây lần, tính ra là nó cao hơn trung bình so với những cái vườn cạo. Cao hơn nhiều. Đám của chú thì nó dễ để chú nhận định lắm, cùng một đám gần như là giờ cứ tưởng tượng đám này là của chú hết nè, nhưng mà một nửa là của truyền thống, nửa là cạo công nghệ, coi như là công nghệ mới nè, là coi như nửa đó là thua xa luôn, coi như mũ độ là thua hết luôn á, có hỏi thăm hàng ngày luôn á, mũ độ là thua tụt hết. Mũ độ nhân công. Nhân công thì cái này thì nhân công nó bằng, chắc là bằng so với cạo. Những cái là nó khoan, nó đỡ mệt hơn. Nên cũng tùy vào cái che mưa của mình á. Thật ra nếu mà tính không có che mưa thì nó nhanh hơn cạo. Còn nếu mà đúng tính rồi, che khỏe mưa, hơn khỏe hơn nhiều á. Tính che mưa thì tất nhiên là phải hơn nhiều người học cứ nghĩ. Họ làm học cực cái thời gian đầu á là phải che mưa. Thì cạo người ta không che mưa, ta lại bỏ những ngày đó, thì mình che mưa thì mình bắt buộc cực hơn, mà che mưa thì cực thì khỏi nói rồi. Chứ đấy làm quen rồi thấy cũng không có gì đâu, coi như là thấy nó cũng kiểu nó chậm hơn chút xíu thôi, nhưng mà mưa gió là mình lại khỏe hơn. Cái là tối đến là chú cứ ngủ ung dung, cứ 5 giờ ra hai vợ chồng ra cạo xong là vô ngủ, không có để ý gì tới. Nhưng mà cái thời gian đầu mà gắn mấy cái này thì cực. Nó chỉ cực cái đúng, tức là nếu nói mà không quen nó là ớn cái vụ gắn cái này thôi. Nhưng mà gắn cái này nó có mấy ngày đâu, gắn có mấy ngày là xong rồi, coi như là mình làm suốt luôn. Thì như chú á, là chú không làm cái nghề cái khác, có nghĩa là chú chỉ làm vườn thôi. Còn nhiều vườn là họ phải làm trồng cái này trồng cái kia nữa. Thì họ là không có thời gian. Đúng rồi, tức là thấy thì ớn làm nó ấy vậy thôi chứ còn. Nhưng mà làm cái khác thì theo chú thấy cũng vậy à. Tức là mình đi đổ thì coi như là không có cái này thì mình chụp cái tô cái mình đổ, còn cái này mình làm thao tác quen rồi mình cũng dở ra cái là mình đổ thôi chứ có gì đâu. Vừa đơn giờ giản. Nhưng mà mấy người chút mũ khoa thì mà có cái này họ thường không muốn làm. Nó chậm hơn một tí xíu thôi chứ đâu có gì. Đang đâm chồi nhiều lắm á. Đó, trời non kìa, nó đang đâm kìa. Nhưng mà cây này đâm từng lưng đó. Thì ra phần mấy người ác tiếng mà họ làm đúng phương pháp là chồi nó cứ đâm liên tục rồi. Vẫn đâm. Đâm nhiều, thì so sánh với lô cạo, hơn bên lô cạo có đâm nhiều. Nãy là
cái vườn kia là vườn như là BB 20 gì đó, lớn hơn BB 20 gì cái gì gì vườn này đang ra kìa, đang ra đập non từ từ em, đang ra đập non đó, làm trò rồi. Cái này cùng một lô cây đúng không chú? Cùng một đám là của chú hồi đó mà. Cùng trồng một lần đó. Cùng là trồng cùng giống coi như là đã nói là của chú mà, cái này của chú mà. Nhưng mà về sau này mới sang nhượng lại á. Cái chú dùng phép lá bên đây với lá bên kia kìa. Về cái dàn lá, cái này đọt thì nó cũng ra vậy thôi, nhưng mà đúng là cái lá nó không có mọn bằng cái bên kia, nó xăng xăng rồi, nó lá nó không có mọn bằng bên kia thôi. Cái này cạo bây giờ tôi test. Còn bên áp khí có khả năng là chú cạo cao hơn cái vườn này, kéo dài hơn được gần một tháng là tại kinh nghiệm năm ngoái là vậy, tức là dài hết hơn. Hết mùa bên đây rụng lá thì bên chú vẫn còn, chú vẫn còn làm được. Nên nó được mấy tháng đó, không biết lúc đó bán mũ có chỗ nào mua không, nhưng mà để dành lên đầu năm. Bán đổi mua để trữ lại nó qua đầu mùa chú bán. Mùa ké á. Đâu cũng còn cái đó. Là qua đầu mùa thì cái giá trị nó cao. Đó, năm rồi nó bị suy dữ lắm á, chứ nếu mà đừng có bị chín như năm rồi mà làm cái công nghệ này là mũ còn đạp chữ nữa. Cái năm sau mà chú làm á, bước qua năm thứ hai á, thì lần đầu tiên bơm khí chú bơm ít thôi nha. Lần đầu tiên á? Dạ đúng rồi, bơm ít thôi không bơm nhiều. Tức là đừng có bơm như năm nay cái gì. Dạ đúng rồi, chỉ có những vườn nào mà chưa áp khí bao giờ á, thì lần đầu mình mới lần đầu tiên mới bơm nhiều, nhưng mà vườn hẹn như năm nay chú áp qua đầu năm sau thì cái đầu năm chú bơm giống như là cuối mùa luôn, có thể tăng thêm 10 ml ở đó. Cái mùa chú bây giờ chú bơm gì? Giờ chú bơm 40-50 thì đến đó thì chú bơm tầm khoảng cũng chắc nghĩ chắc ẩm cũng 50 là vừa đừng nữa đó. Cái này đóng xa quá nó có ảnh hưởng không anh? Nói chung là nếu mà chú thấy mũ đạt là được, nhưng mà nếu mà mũ đạt quá thì cái cây nó sẽ dư khí, thì nếu mà chú đóng xa đây mà chú lấy mũ đây á là cái chắc chắn là cái lượng khí chú hơi dư. Thì mình có thể nhìn cái sổ mà mình biết nè, chẳng hạn như là cái lần lấy mũ cuối cùng thứ ba á, mà cái sản lượng mũ á, mà nó vẫn cao, nó chênh lệch, nó không có tuột xuống nhiều á, là có nghĩa là cây của mình là nó cũng thừa khí, thì chú có thể là đến lần đó chú khai tiếp. Chú thấy cái hạn như có lần nào lần thứ cuối cùng à nó cứ tụt xuống nhiều quá là được hả? Dạ, để mình kéo cái độ mình lên. Chứ mà khi mà chú thấy lần cuối cùng mình mà lần thứ ba mà độ một mà cái sản lượng nó vẫn bằng lần thứ hai, lần thứ nhất á, là mình biết là cái cây mình nó hơi nhiều, thì nó tốn khí hay gì á.
chẳng hạn như vườn chú thì đến bây giờ có khả năng nếu mà chú làm theo cái cách là chú cứ đừng theo lịch đó thì có chứ cứ giảm khí liên tục, có thể là nó xuống nó bơm tầm khoảng 30-40 có khả năng mình để xa quá thì mình bơm nhiều, nhưng mà bơm nhiều thì mình lưu ý là giữ cái độ nó cao, cái bơm nhiều mà cái độ mình nó tụt nó là coi như là khô, nó tụt xuống là tụt rút rồi, chú thấy trong cái sổ có giai đoạn chú bị tụt đúng rồi, cái giai đoạn đó bị sau đó độ nó kéo lên là nó hết năng lượng tăng lại, nên cái bơm gần hay xa thì mà nó sẽ xa thì nó sẽ tốn nhiều phí hơn, nhiều phí hơn thì thấy nó vướng tấm tăng ấy, nói rồi nhíp nó ra giờ hết mưa rồi chứ bỏ hai đứa cũng được, hết mưa rồi á để ha cho nó tắm dễ ra coi, giờ con bỏ hết cho cái này rồi cho cái gốc rồi cái gốc ha, như cậu chú vậy cho không gốc được không, còn đâu còn ở 2 tháng nữa, 2 tháng nữa chuyển chung dưới gốc thì để một thời gian như khi nào mà cái này nó là hết mưa nắng tốt, chơi giờ còn 2 tháng hết mưa giờ xuống nó lấy 2 tháng nữa, còn cái này khi mà hết mưa chú giờ phía ngoài chú khoan bên ngoài luôn, tránh trường hợp mình khoan nhiều lần ở một cái vùng da thì nó sẽ bị tốt cái vùng da đó, cái đường nó sẽ cái chuyện thay dọc rồi nè, nên khi mà chú giờ qua đây thì phút này nó có thời gian nó nghỉ, còn nếu mà chú lại giờ lên một cái này thì lại tiếp tục cái này nó lại tiếp tục mất mũ thời gian quá lâu đi thì những cái mô da cây đây nè nó sẽ giống như vết thương tập trung nhiều ở một chỗ chứ nó khó lành và nó dễ ảnh hưởng. Nó ảnh hưởng, nó có ảnh hưởng cái gì thì đó, cái hạn cái mô da nó sẽ bị nứt, nhưng mà cái tiếng lụa nó mà chú duy trì độ cao thì cái lớp da lụa nó vẫn bình thường, nó không ảnh hưởng, nhưng mà nó sẽ mất thẩm mỹ. Cái hồi đầu mùa nè đường lên bằng nó, còn những cái đấy nè đầu mùa nó lùn lên nó chỉ liền chuyển mất cái lớp da cát ngoài ra thì chú lấy tới mấy hàng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hàng thì đó, thì nếu chú lấy mà giờ đặt này nè thì nó bị nè nó nứt nghe da cát ngoài ra này nè đó, mất thẩm mỹ xấu thôi, nhưng mà mình chạy ra nó chạy có mẫu bình thường mẫu bình thường nhưng mà nó cũng nó chậm lành hơn, có nghĩa là nếu mà người ta chỉ khoan một hàng hoặc 2 hàng thì bây giờ chú dời qua này, cái này đáng lẽ là nó xanh rồi, chú cậy ra chỗ này là nó nếu mà dời đi liên tục quá là nó sẽ mau cái xanh luôn đó. Xanh rồi, còn cái này là nó vẫn còn đang lùn ra, nên mình làm việc cái cây mình nó sẽ tốt hơn, một cái da mình nó liền lạc nó đẹp hơn, nên lần sau thì mình chú ý làm sao khi mà di chuyển nắp chóp thì mình di chuyển cái vị trí hai lần nắp chóp nó phải cách xa càng xa càng tốt, có thể xéo lên xéo xuống như nào đó miễn sao cho nó cách xa ra, như cái vị trí mà chú che mưa đúng không, chú xem bên đây chú phải áp đây, xong lần sau chú áp bên đây, lần sau chú áp bên đây, lần sau chú áp bên đây thì nó cách xa nhau để cho cái áp bên đây thì cái này nó có thời gian nó lành, cái áp đây bên đây nó thời gian nó cái vị trí nó tác động ít, thì giống như là bây giờ chú áp đây chú áp đây chú khoan đây đúng không, thì cái mũ cái này nó là cái vết thương thì cái mũ nó ở cái vật những cái lớp da cát này nè, cái mũ nó ưu tiên nó chạy ra ngoài nó đâu nuôi được mấy lớp da cát xung quanh đó, thì mình nếu mà mình đẩy chi tiết trong một thời gian dài thì cái lớp da cát này nó sẽ bị mất cái dinh dưỡng không có nuôi nữa, gần như là tới dời nên dời qua đây hay là dời trở lại đây có được không? Thì qua năm sau chú, năm sau. Tới đợt tới rồi nè. Về nắp chóp kế. Dời tiếp qua đây. Nắng rồi. Tại vì nếu mình dời xa quá chứ biết sao. Cái hàng từ đây chú dời qua đây thì cái vùng này nó ít khí, thì sẽ có khí hơn và nó sẽ mất thời gian để cho nó mất cái lượng bơm thứ hai thì nó mới điều hòa được cái lượng mũ. Còn nếu mình dời gần nó của tiên vậy gần nó thì cái vùng này đã có khí rồi, thì qua đây thì chú vẫn bơm được cái lượng khí như cũ, nó không có xê xích cái lượng khí nhiều, còn qua kia mình phải điều tiết cái lượng khí lại, nó công nó tùm lum hết, mình về đây xong mình về đây mình về qua đây dưới đây còn da thì mình có thể là mình ở đây mình phá đây rồi sau đó mình về đây mình phá dưới đây, sau đó có khả năng sau này mình quay lại đây mình phá đây mình phá đây,
mình khoan sao cho nó cứ hết cái vùng da. Thì những cái chỗ mà họ khoan một hàng hai hàng á thì đến bây giờ họ giáp vòng lại, họ có thể là gần tới cái vị trí cũ vẫn có mũ. Hay như tới bây giờ những cái họ, những cái người đó họ khoan tới đây thì những cái này nó lành rồi thì mũ nó vẫn tốt. Cái này thì khoan trở lại là nó vẫn có mũ bình thường ha. Mấy kia nó giống như nó nhìn nhìn cây nó lành lực quá, chú phang vô mũ chạy vô trên lấy cây vô nút lại luôn. Giờ chú à. Nó chạy như là giờ chú kêu chạy, nó cứ cho chạy ngoài thôi cho nó nhanh lại mà. Cây lớn thì chú bơm được xíu bằng nhau hết. Đừng có... mấy cây đó là cứ mấy bữa chưa có mua cái tô đen nó là tối là đi độ không à, nó chạy lẹ lắm. Mấy cây chú điểm cái miếng mút trắng trắng á là cứ tô mấy không á. Cái thời gian đầu cái lớn đôi khi nó cần thời gian để nó cần lượng khí nó đủ thì nó sẽ ra mũ chậm lúc đầu, nhưng về sau thì nó sẽ đồng đều hết. Nó không đồng cái mấy cây này nó ra ý, nhiều ý hơn cho đó là nó đồng ở đây là với cái lượng khí đồng đều thì nó sẽ ra nhiều hơn cây khác chứ không là đồng đều về lượng mũ. Có nghĩa là cái lượng khí mình đồng đều hết thì cái lớn mình thà mình bỏ đến lần thứ hai thì nó sẽ bắt đầu nó ra nhiều, nhưng mà lúc đó đỡ mất công mình đi mình định lượng nhẹ thì nó hết nguyên toàn vườn thì nó tốt hơn. Nó chạy giống chạy. Cái hồi hỏi Thắng, cái Thắng nói cái chú cũng sợ nó này kia, chú mới hỏi Thắng đó, chú nhắc lại á, cái đầu cái dạng như mà ở trong nó còn chạy nó được mà ra đây nó thoát ngang đường này, bắt đầu nó bị nén ở trong, nó thời gian nó đông mủ nó đội nó phù bung đó. Giờ chú ấy rồi chú nói để hỏi Thắng coi, Thắng nói đâu có giống bút chưa. Bây giờ mới nói anh đưa cái ấy này nè, tối khỏi phải đi chứ có người đem phải đi chút chứ là ra tràn tô tràn cây không nè, tràn ở dưới này tùm lum. Lấy cái tô bự đỡ tốn thật đi. Bên 25 năm đá xanh rồi chứ. Này là dư thời gian mình đợi được tầm khoảng 6-7 năm để cho cái giai đoạn giá mũ nó lên lại. Chứ đâu khi làm này mà mình làm cạo truyền thống, khi mình cạo 2 năm nữa là mình thanh lý. Mình lỡ đến năm thứ 3 thì cái giá mũ nó cao lên thì làm mình lại tiếc mất cơ hội. Còn mình làm cái này đôi khi là bây giờ giá mũ thấp nhưng mình làm, nhưng mà mình vẫn đủ chi tiêu của mình. Nhưng mà mình quan trọng là mình đợi được cái thời điểm giá mũ cao, chứ bây giờ mình làm 2 năm nữa mình chặt là mình phải mất đến 6 năm nữa. Thì trong 6 năm đó mà cái giá mà nó lên cao rồi lúc đó là mình ngồi là mình tiếc. Thì ở đây tôi cũng nói hoài gì người ta cứ sợ này kia, tôi nói tôi thấy cái cạo kiểu này á là coi chừng á nó ăn còn nó bền hơn là cạo cái kia coi như là cạo truyền thống, nó hư da hư đồ nó ảnh hưởng tùm lum nữa. Cái này là tôi thấy nó coi chừng nó bền hơn á, đợi được cái thời điểm mũ nó cao, những cái vườn cây bắt đầu cỏ đục lên là có thể duy trì được thời gian. Người ta cứ sợ này kia chứ anh tôi làm vậy là tôi thấy là nhiều khi cạo cái truyền thống là không có bền bằng cái này đâu. Nhưng mà làm này thì mình phải nắm vững cái cách làm. Đúng rồi, đúng rồi. Cái nó kỹ thuật nó phải nắm cho cứng. Chứ nhiều người không biết, họ cứ mua rồi bên bán hàng không biết, không tư vấn hoặc là họ không có biết cách. Bán thiết bị không là thua. Có nhiều chỗ họ giao cho mấy cái đại lý mũ bán thì những cái vườn đó gần như là làm thất bại hết. Tại vì mấy cái bên đại lý mũ họ đâu có hướng dẫn đâu. Làm không thấy làm tụt độ tụt mũ rồi. Chú thấy nếu mà cái chỗ mà lúc mà chú 30 độ đó mà chú mà ham lấy á, là lúc đó nó giảm xuống là cứ giảm hoài, đến lúc chú thấy không hiệu quả thì chú bỏ. Còn nếu mà chú có cái người hướng dẫn biết là biết cái phương pháp á thì lúc đó mình lại kéo lên thì lại sản lượng nó tăng lại như cũ.
thì chẳng hạn những cái ngày mà áp thấp nhiệt đới đi, nó không có ánh sáng, không có quang hợp thì cái độ mũi sẽ giảm. Người biết phương pháp thì họ đôi khi họ giãn ngày và họ cứ họ bơm khí ít lại, hoặc là họ cứ làm theo cái phương pháp là cứ khoan đến khi nào mà cái độ mũi nó cao thì họ lúc đó họ biết là phải lấy ít, lúc đó thì chấp nhận phải lấy ít, tại vì cái điều kiện thời tiết nó mình phải chấp nhận như vậy. Nhưng mà sau đó thì đến khi mà nắng trở lại thì cái sản lượng mũ nó sẽ tăng đột ngột lên liền, nó sẽ tăng lên tốt cho mình. Còn nếu mình biết mà cứ đè ra những cái thời điểm đó mà cứ lấy theo cái sản lượng cũ là coi như là khi nắng lên lúc đó nó còn tụt nữa. Thì khi mà nắng lên mà mũ mà độ thấp á là nó hại cho cây. Nắng lên mà độ cao là lập tức là sản lượng nó tăng lên rất là nhanh. Còn nắng lên mà độ mà thấp là lúc đó là giống như là con dao hai lưỡi vậy á. Nó càng làm cho cái sản lượng nó càng kém nữa, càng xuống càng nhanh nữa, thì người ta bị cái đó rất là nhiều, ta không nắm được. Những khi mà nắng lên rồi ta thấy sản lượng càng giảm càng giảm càng giảm, khi nào độ ta xuống mười mấy độ là thua. Cái này thì đúng là kiểu lấy mà tham mà cứ thấy được cứ lấy, rồi coi như là muốn lấy bao nhiêu cũng được á, nhưng mà khả năng cái cây nó không chịu được thì nó phải tụt thôi. Chứ còn như chú là chú quyết định là chú lấy cứ hơn truyền thống là được rồi. Cứ hơn truyền thống chú định là được rồi, chú lấy rồi chú thấy nó cứ bình bình như vậy thôi. Nói cho thấy sản lượng nhiều cũng hơn nhiều. Như là đạt hơn truyền thống là tốt rồi, người ta là cứ thế mãi thôi chứ không có lấy đâu. Này mình nên tham độ mũ hơn là tham sản lượng. Tham cái độ mũ để làm theo cái cách cái như cái hướng dẫn á, là mình chọn được cái khoảng độ mũ nào mà cái sản lượng cây nó tốt nhất, là mình cứ ở cái mức đó mình lấy là đạt cái sản lượng tốt cho mình, mà lại tốt cho cái cây của mình nó tốt nhất nữa, đó là cái độ đạt ở mức cao nhất mà. Chú ở đây thì chú cũng biết là cái cây thì mình lấy mũ của nó thì cũng lấy mức độ thôi, thành ra là chú cứ canh chú lấy nó hơn nó truyền thống này kia là được rồi. À, có nhiều lúc là nó hơn hơi nhiều. Không ai nữa thì mình kéo lên lại. Nói chuyện là có nhiều bữa mũ nó mấy cái bữa nó ra coi như là 600 cây này mà tới 200 mấy. Có 200 cỏ chứ 200 mấy, 211 kg. 204 chứ. Có bữa 204 luôn rồi 600 cây. Quá chến. Nhưng mà nó đến hồi mình điều chỉnh lại nó cũng bình bình. Thì lúc mà mình điều chỉnh sớm á thì nó đỡ mất thời gian. Nó mất mình tầm khoảng 1-2 ngày, vài dăm thôi. 1-2 dăm, 1-2 chữ thôi. Còn nếu mà mình để mà nó tụt quá mức rồi đó thì lúc kéo lên lại thì nó sẽ tốn thời gian mình rất là nhiều, rồi lúc đó cây nó bị tổn hại rồi. Nên mình đừng bao giờ mà để dưới cái độ cao á, cái độ cao truyền thống, mình cứ lấy đó làm cái mức, rồi từ cái đó mình sẽ xác định được là cái mức độ nào mà sản lượng cái vườn mình đạt là cao nhất, rồi mình cứ ở mức đó mình cứ lấy hết nào. Tới giờ cũng gần hết mùa mà thấy cũng ổn, tốt. Đầu năm giờ chú có bón phân hay gì vậy? Chú có cho phân rồi. Có năm rồi á, là nguyên năm rồi là nó giao cho phán cho người ta là người ta không có cho bón phân. Cái mùa canh lấy cái trận mua cuối á, bón thêm lần thì đầu năm sau mình phải bón. Thì nó có sức giữ cho năm sau, chứ đầu năm sau thì khi nếu mà cây của mình cuối mùa mình bón thì đầu năm sau nó phát triển tốt hơn thì mình có thể lấy mũ sớm hơn, chứ đầu năm sau thì mình bón lúc đó thì cây nó có phân thì nó lại nó không có nước, nó cũng không có tác dụng nhiều. Mình chọn cuối năm khi mà bắt đầu có vài cơn mưa cuối tranh thủ bón lúc đó để tạo tiền đề đầu năm là cây mình ra đã sớm, mình nó chống chọi lại được mấy cái bệnh. Cảm ơn chú nhé. Rồi, đổ nước đi.